Rồi sẵn đây gặp bốn đứa em à, nó nói cái vách trong cùng đó, đó là nó thấy là có cá lóc, tại vì nó đi làm gì buổi sáng đó. Bốn đứa cũng còn học sinh không à, nó nói cái vách tường anh em thấy không, vách tường ngay trong tay mà nó, tụi nó đi sao không biết, sáng không thấy có cá lóc đó. Thì có anh em mình vô thú chổng rồi à, thấy tuổi thơ dữ dội không, đi câu gì nó mới vui, có người địa phương người ta biết, người ta chỉ mình. Cuối cùng cũng tới điểm câu anh em à, hôm nay là chủ nhật nè, hôm nay mình vô cũng hơi trễ là 3 giờ mấy ha à, thì trước đây là ba bạn lua à, cái địa hình anh em thấy lý tưởng không đó, cỏ chết sắp ha. Chiều dài rộng à, chút xíu nữa mình sẽ phỏng vấn ba bạn lua này à, sử dụng những cái bộ lua như thế nào ha. Còn ở đây thì bạn Sơn đó là bạn ngồi trước mặt ngón tay mình nè, cũng từng lên cá đó. Ví dụ anh em ở Long Xuyên hoặc là lâu lâu anh em có ghé Long Xuyên à, muốn giao lưu câu, ok thì mình sẽ tiêu cái địa điểm này câu rất là lý tưởng. Đầu tiên mình lại hỏi bạn này vài câu. Bạn này thấy câu cái cần có màu vàng vàng đẹp nè. Bạn Hiền câu đây, chung quay bạn xíu nha, đó không em ăn đẹp đây chơi rất là bình dân nè, nô bi thôi với cần đại qua, đại qua bắt hai. Bây giờ lên con nào chưa bạn? Chưa. Ê, thấy câu cho bính sát chết mà được con nè, không anh em đây chơi rất là bình dân. Đục, con này chỉnh dữ vậy ta à, cái này con cây à, mà anh em đây xài đại qua không tới à, cây abu dưới con gì đây, gì con gì à, sen à, sen à, đổ tao đây luôn hả, quá đẹp biết rồi ha. Quýnh con đại qua là limited với cây à, cây đại qua phen fuzai đây, cây infit ha, bộ cũ dây toman rồi, xài túi Shimano chống nước luôn. Tại giờ lên con nào chưa Sơn? Chưa hả? Gió khó quýnh mà. Trốn tự giờ không thấy ông nội ơi, ông trốn nó không tiêu, trốn chổng làm gì vậy bộ? Trốn chổng làm gì vậy? Săn chổng nè. Săn chổng mà có gì không, gắn đít gì không? Có gì đâu. Không gắn đít gì cho nè. Sao không câu vậy anh? Chưa. À cây đai hoa đây. Này à, cây đai hoa AX nè anh em, vừa xài mấy năm rồi? 2 năm anh. Trời ơi, giỏi đủ 2 năm trời, chịu mấy, còn con gì đây? À Ryuko, thấy không? Thấy không? Bốn anh em xài đủ, thấy đa dạng ghê không? Đai qua rồi Nobi. Ryuko. Đây mới làm phèn lại luôn. Fujin của nay đúng không? Ừ. Nhiêu? Mấy trăm. Gì mấy trăm cha? Nguyên bộ hay là một cái đầu bu? Có cái đầu à. Cái đầu bu là 130.000 chứ làm gì mấy trăm trời. Chết rồi. 130.000 cái đầu bu Fujin của nay. Không anh em, đây là chơi rất là đa dạng. Chơi cũng tự giờ mấy phút rồi không anh em? 5-6 phút gì rồi đó. Vô tự giờ lâu chưa? Lâu rồi anh. Vô lâu rồi chưa có con nào chứ hả? Thấy không? Chua lắm bây giờ, cá mắm giờ chua lắm anh em ơi. Giờ mà tập trung vô bạn quýnh con ếch xăng này đi ha. Với cây abu nè. Đi chi tiết cái bộ này anh em xem qua chơi ha. Thì đây là cần đai qua ít. Cần này thì nó không có xoắn toàn thân anh em. Phen thì phen của hãng Daiwa là luôn ha. Nhưng mà nó có cái kỹ thuật quấn là của Redinit nè. Thì cái này mình cũng nói mấy lần ha. Rồi bây giờ mình bỏ qua cái cần đi. Cần thì mình biết rồi. Nay có này mới nè. Thường thường anh em chơi Shimano hay là Daiwa ha. Hôm nay mình thấy con này cũng lạ, đẹp ha, đó tên là cái hãng Ryuko của Thái Lan. Thì con này là con Ryuko S. À, con này cũng 1.650.000 hay là 1.600.000 gì đó. Bạn này mua cũng lâu rồi không nhớ, nhưng mà cũng xung quanh 1.600.000. Thì con này được có cái là hai bull. Con này chơi mấy năm à? 2 năm chưa?
Đó, đây con máy Thái Lan nha, 2 buôn 1.650.000. Đó không, cuộn này thì vô dây 1 nè, cuộn này 1.5. đó, anh em đổi dây qua lại đi tùy theo cái địa hình rồi ha. Đó mà con này là chơi 2 năm rồi nè, thấy không, mình cầm lên quăng là thấy rất là đã anh em, rất là nhẹ nhàng. Rồi cái lỗ cái dây cái light window nó anh em nhìn thấy nè, à tam giác, thấy không, độc lạ chưa. Đó, chưa có qua sửa chữa gì chưa luôn hả? Chưa qua sửa chữa gì luôn. À thì vệ sinh là chuyện câu câu mà 2 năm thì anh em phải vệ sinh thôi, nhưng mà cái máy này là chưa sửa chữa luôn anh em. Đó, hàng Thái. Hàng Thái. Rồi, một thông tin mới luôn. Đây, anh chủ quán này nói là cái hồ này nè là mấy ông kia là xịt tối ngày luôn, sáng tờ mờ sáng là bắt đầu xịt. Cho nên là mình không có xa lạ gì khi mà tự giờ anh em vô rất là sớm mà quýnh không có lên được gì ha. Hồ thì đẹp, khung cảnh đẹp, view đẹp, nhưng mà xịt quá cũng quá đẹp luôn, cho nên là không có cá gì hết. Đó, anh chủ quán này anh ở đây cho nên anh biết, còn mình là người xa lạ cho nên không biết. Rồi cái mình quay lại cái combo này đi, thì bây giờ cái này 1.2 triệu nè. Đó, 1.2 triệu, thì con này 1.6 triệu nó lít 2.8 triệu nè, 2.8 triệu với cuộn dây 200 nữa là 3 triệu, thấy không anh em, thấy không, 3 triệu chơi 2 năm. Này EX662MB, rồi không, này là giới thiệu một cái hãng mới cho anh em nghiên cứu ha, để nếu mình cảm thấy mình cũng thích cái hãng Ryoko này. À, đặc biệt bây giờ đó là nó đang ra cái con sát 150 đó anh em, đẹp lắm, tay quay đổ làm rất là đẹp. Cái khu bên kia là thấy nghe nói chích điện là không may à, mình anh em mình bước qua cái khu dân cư, đây mới là vô khu dân cư nè. Đó thì anh em thấy cái hồ nè, bà hổm thì sơn đó, đi trước mặt ra mình đó, nó mới lên được con thứ hai ha. Rồi ở đây thì mình vô xuống, xuống đây là bầu ơi, cho nó quýnh vậy. Đó, mình đi vô đây. Ở đây là rau muống, người ta trồng rau muống xong xuôi. Mình thấy mới đi ngang thấy có một cái con đường nó dọn sẵn luôn. Đó, anh em quýnh mọi hơi vô đây. Mình đây là cái hầm nhỏ nhỏ nữa. Rồi có giọng ngủ luôn, thấy không? Đây, cái hầm này lục bình không là hy vọng là không có chích điện được nha anh em. Mà nhỏ quá. Ở dưới này trà, dưới này nhóc hết trơn ha. Rồi hầm lớn này đi, chữa rồi tập trung vô hầm lớn này. Đây, phóng qua bờ đây đó coi, sơn sơn phóng qua bển luôn. Mấy anh em là giống như tài tử, các bạn này là mình kết model nhất đây, nam diễn viên chính của ngày hôm nay. Vòng vòng Long Xuyên thì chỉ có 15-20 anh em thôi. Hy vọng là chỗ này không có chích điện nè, tại quá rộng lớn lấy gì chích.